Có những thứ không trân trọng thì sẽ mất đi. Nhưng cũng có những thứ chúng ta rất trân trọng mà cũng không thể nào giữ được. Hôm nay bạn làm một điều gì đó, nhưng không có nghĩa là sau này cũng thấy. Chân thành và thật lòng chưa chắc đã có kết quả tốt, nhưng chân thành và thật lòng sẽ không bao giờ phải hối tiếc. Thế thôi.